Hôm nay bốc thăm AFF Cup 2024. Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1, có thể cùng bảng với Indonesia trong lễ bốc thăm AFF Cup 2024 diễn ra lúc 14 giờ hôm nay 21 tháng 5. Lễ bốc thăm AFF Cup 2024 diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Tân huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang-sik sẽ dự buổi lễ. AFF xếp các nhóm hạt giống dựa vào thành tích hai kỳ gần nhất, mỗi nhóm 2 đội. Thái Lan vô địch AFF Cup hai kỳ gần nhất, 2020 và 2022, nên xếp đầu tiên ở nhóm hạt giống số 1. Việt Nam một lần về nhì và một lần thua ở bán kết, cùng được chấm 19 điểm như Indonesia, nhưng có chỉ số phụ tốt hơn nên xếp trên, chiếm suất còn lại ở nhóm hạt giống số 1. Indonesia rơi xuống nhóm hạt giống số 2 cùng Malaysia. Nhóm hạt giống số 3 có Singapore và Philippines, trong khi nhóm số 4 có Myanmar và Campuchia. Nhóm hạt giống cuối cùng là Lào và đội thắng trong cặp đấu loại giữa Brunei và Timor-Leste. Thái Lan và Việt Nam sẽ đứng đầu hai bảng đấu. Sau đó, ban tổ chức bốc thăm mỗi đội ở từng nhóm hạt giống tiếp theo để đưa thêm vào. Việt Nam có thể nằm chung bảng với Indonesia, đối thủ nhiều duyên nợ gần đây. Các đội tuyển Việt Nam từng bất bại trước Indonesia khi huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt. Nhưng sau khi nhà cầm quân người Hàn Quốc nghỉ, thành tích này không còn được duy trì. Dưới thời huấn luyện viên Philip Chu-si, người kế nhiệm ông Park, Việt Nam liên tục thua đội bóng xứ vạn đảo ở bán kết SEA Games 2021, ASEAN Cup 2024 và hai trận tại vòng loại World Cup 2026. Trận thua 0-3 trước Indonesia ngay tại Mỹ Đình ngày 26 tháng 3 là giọt nước tràn ly khiến huấn luyện viên Chu-si phải ra đi. VFF sau đó chọn huấn luyện viên Kim Sang-sik làm huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được giao chỉ tiêu phải đưa tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2024. 2024 sẽ là kỳ thứ 15 của AFF Cup, giải ra đời năm 1996. Việt Nam từng hai lần vô địch, vào năm 2008 và 2018. Thái Lan giàu thành tích nhất, với 7 lần đăng quang, đứng thứ hai là Singapore với 4 lần. Ngoài Thái Lan, Singapore và Việt Nam, mới có Malaysia vô địch một lần năm 2010. Indonesia được coi là vua về nhì, vì 6 lần vào chung kết nhưng chưa từng đăng quang. Liên đoàn bóng đá Indonesia kỳ vọng huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ giúp họ chấm dứt cơn khát danh hiệu AFF Cup trong năm nay. Đội bóng xứ vạn đảo trong năm qua mạnh lên rất nhiều khi triệu tập được nhiều cầu thủ nhập tịch. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.